Các bạn ơi, bây giờ mình câu dính cá mú các bạn ơi. Mới mở màn à, kéo lên. Các bạn thấy cá mú bự không? Nói chung các bạn ơi, trời ơi, cá bự quá. Từ từ, đông. Từ từ ơi, để tao bẻ cái. Mình vừa mới câu thêm một con cá mú nữa các bạn. Bây giờ mình đã có thêm hai con cá mú rồi. Tất cả các bạn thân yêu của Sinh nha. Các bạn ơi, hôm nay thì trời rất là mát là, với lại nắng rất đẹp nữa. Bây giờ là mình sẽ đi ra ngoài cái bè đó, ra chỗ cái chài đó các bạn, để mình kiếm coi có cá gì bự để mình quay cho các bạn xem nha. Hôm nay là một ngày mình đi câu cá rất là mát mẻ, lại sáng luôn, sáng trưng đẹp luôn. Đi nè, hơi sóng xíu. Các bạn ơi, bây giờ mình câu dính cá mú các bạn ơi. Mới mở màn à, kéo lên. Trời ơi, quá trời cá mú bự rồi các bạn ơi. Mình dính một con cá mú bự nè các bạn. Chưa có ra ngoài kia mà đã dính cá mú bự rồi nè. Bạn ơi, mình dính cá mú bự các bạn ơi. Rồi, các bạn thấy cá mú bự không? Nói chung là hôm nay trời nắng rất đẹp, với lại ít sóng thôi. Trời, cá mú bự các bạn ơi. Quá trời ngon các bạn ơi. Ha ha. Bạn ơi, hôm nay sóng quá, với lại mình không kiếm ra được cái chỗ câu được thích hợp các bạn, gió quá. Bây giờ là mình sẽ đổi hướng đi câu cá nha. Bây giờ là mình sẽ chạy đi xung quanh hòn và kiếm một cái chỗ nào đó có chỗ mình câu nha các bạn. Bây giờ chúng ta let's go. Câu mày. Không, lúc đó mình quay mờ quá. À, các bạn ơi, bây giờ là mình đi kiếm cái chỗ nào đó để mà mình bắt mấy câu cá mú nha các bạn. Chỗ này đá nhiều lắm, với lại nó có nhiều chỗ mình đi bắt ốc nè, bắt cá nè. Hôm nay thì mình sẽ cho các bạn thưởng thức một cái món ăn là mình nướng cá mú nha. Nướng cá mú, trời ơi, đá nhiều các bạn ơi. Bây giờ mình đi ra chỗ này mình thử coi có ốc hay gì không nha. Bây giờ mình đi ra thử coi có ốc không. Lát nữa mình sẽ lặn nha, mình sẽ lặn. Hôm nay mình lặn nè, mình lặn coi kiếm coi có gì không, em sẽ lặn. Lặn thật là con cá vậy đó. Có ốc gì không? Hôm nay trời mát quá. Cái chỗ này là buổi tối cá nó hay vô. Bây giờ là mình bắt đầu câu cá nha mọi người. Đó, bây giờ là chỗ này là cá nhiều lắm. Nói chung là cá mú cá gì cũng có hết trơn. Bây giờ mình câu thử coi bữa nay được bao nhiêu con cá. Mình sẽ đi nướng nha các bạn, rồi mình sẽ thưởng thức. Hôm nay trời rất đẹp bạn, không có nắng nhiều. Nói chung là mình sẽ đi nướng cá ngay hôm nay. Mời mọi người nha. Rồi, chỗ này lại không có cá đó các bạn ơi. Nói chung là sóng đánh dữ quá. Bây giờ là mình sẽ đổi chỗ khác mình câu nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi hướng khác. Đi bãi khác đi. Thank you.
các bạn ơi, mình bây giờ đã tới cái chỗ mà rất là đẹp, bạn có thấy không? Đó, bây giờ là mình sẽ đi kiếm một cái chỗ nào đó thật đẹp, với lại mình đi xuống đây để mình câu cá các bạn. Giờ mình đi nha. Bây giờ là mình đi kiếm một cái chỗ nào đó có bãi đá ngầm, với lại mình lặn xuống nó coi có cá mú hay không các bạn nha. Đi nãy giờ biết bao nhiêu bãi rồi, lại bơi ra khơi nữa. Bây giờ mình sẽ đi kiếm cái chỗ nào có ốc đi ha, rồi mình nướng rồi mình ăn. Đi theo mọi người ơi. Ây da. Mình phát hiện ra có một con bò ngư đá bự lắm bạn. Này cho các bạn xem nha. Này các bạn, mình bắt được con bò ngư đá, là đây gọi là bò ngư đá các bạn. Bự không? Coi cái kỹ nha. Ốc nhiều lắm. Này lặn mới thấy nó. Ây. Bây giờ mình sẽ bắt lửa với lại kiếm cây để mình chụm, rồi sau đó mình sẽ nướng những con cá, những con ốc mà mình đã bắt được các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi nướng thôi các bạn ơi. Làm lửa nha. Lấy cái miếng này lại thôi, bỏ cá lên nướng nè. Ừ. À dạ. Nóng. Mình vừa mới câu thêm một con cá mú nữa các bạn. Bây giờ mình đã có thêm hai con cá mú rồi. Mình mới bắt lửa xong đó. Giờ mình gỡ con cá mú được ra rồi, mình kiếm thêm mấy con ốc với lại cá mú mình ăn tiếp nha. Trời ơi, nướng cá mú ngon luôn. Các bạn ơi, Từ từ, đừng. Mình mới bắt được con cua các bạn ơi. Trời ơi, trời bự luôn. Hôm nay mình sẽ có đồ ăn mới các bạn ơi, quá trời ngon rồi. Với mấy đứa cháu bắt được nữa các bạn. Đó. Đây là cá mú mới câu lên nè. Cá mú câu sáng giờ nè. Con cua nó bự các bạn. Thấy nó bự ghê không? Sợ bò hả? Quá trời dữ rồi. Mình lửa mình bắt rồi nè các bạn. Bữa nay thì lát nữa mình sẽ cho nó thành than. Thành than xong rồi mình sẽ bỏ cua vô, bỏ cá vô mình nướng, rồi sau đó mình sẽ thưởng thức ngày hôm nay ha. Thank you.
nướng cá đó các bạn. Ui, cá rồi, giờ mình sẽ nướng mấy cá mú này nha, mình ăn. Than than đang chín rồi, giờ mình nướng mấy cá này ra rồi mình ăn. Kiếm kiếm gì chảy đi Toàn ơi, Di ơi, kiếm gì bắt đầu chảy đi. Bây giờ mình nướng mấy con cua này trước đi, mình nướng mấy con cua với lại mấy con cá này trước. Đi không? Mà làm chưa? Nóng vất vả mọi người ơi, nói chung là mình đã nướng xong cá với lại ghẹ đó các bạn. Bây giờ là mình mời các bạn cùng thưởng thức với cái món nướng này với mình nha. Đây các bạn đó, mình đã nướng xong rồi thấy không, quá trời nóng các bạn ơi. Trời ơi, con cá rô ngon các bạn, quá trời ngon các bạn ơi, cá rô quá ngon quá. Trời ơi, thơm lắm mọi người ơi. Nói chung là hôm nay là mình trải nghiệm một ngày ở ở cái hòn đảo này như thế nào. Nói chung là nó có rất là nhiều cá này thôi bạn nè, nó sẽ thịt nó ngon thôi đó mọi người ơi. Trời, cá nó béo với lại thịt nó ngọt các bạn. Mình không có đem cái gia vị trên á, mình đang nói chung là mình bắt lên xong rồi mình câu, rồi cái mình thưởng thức ở ngoài trời luôn, rất là mát các bạn, ngon. Đàn cua mình nướng chín rồi nè bạn, thấy không, này phải lấy cục đá đập nó mới ra. Thêm mấy hai máy quay. Mấy nước. Đây là con dỗ lắm không? Đây là cá rô, đây là cá rô biển các bạn. Các bạn thấy thịt nó ngọt không? Rồi nè, thịt nó ngọt với lại nhìn vậy đó, dài, nhưng mà ăn vô nó ngon lắm, thịt nó dai dai, rất là ngọt. Quá gì ngon mọi người ơi. Cho nên nghe giảm dịch. Này còn đây cá mú à. Tao mới nghe tiếng ngổ rồi đó. Nó đi xa xa. Cá ngon mọi người ơi, cá ngon quá. Này các bạn, đây là cá mú nè, nó ngọt lắm các bạn. Quá trời ngon mọi người ơi, nó ngọt lắm. Đảo quá. Trời ơi. Dạ, cá mú chỉ cần cầm một chỗ thôi, kéo lên hết. Cậu khỏi luôn. Cá mú mà đã vậy. Không cậu, cầm vô cái kéo lên chưa. Mà cậu tưởng là nướng chín luôn. Chín tới ăn mới đã. Chứ không phải là nướng bể vàng. Chín tới ăn ngon. Bởi vì vừa chín tới thịt nó dai lắm. Thịt nó ngọt lắm rồi mọi người. Nói chung là cá mú này thịt rất ngọt. Mình mời mọi người thưởng thức với mình con cá mú này nha. Thịt nó trắng và ngọt, cái lại ngon mọi người. Đây là cá thiên nhiên ở hòn mình đó, rất là nhiều. Cái cần ghẹ mọi người. Trời ơi, nó ngọt quá. Quá ngọt. Một lát nữa mình coi thử ốc á, mình nướng trên cái ống tre nó ngon không mọi người ha. Thấy nó nổ bù bù bụp mà. Tại vì mình nướng ốc á, mình bỏ vô lửa thì nó nổ lắm. Còn mấy bạn luộc thì không bao giờ nổ đâu. Cái miếng thịt cá mú bạn nó ngọt quá. Không cần phải dùng muối hay gia vị gì để em chấm cho, nói chung là ngọt, nó ngon bạn. Quá đã luôn mọi người. Không muốn ngon quá. Này đó mọi người thấy không?
quá trời ngon luôn, thịt nó ngon. Quá trời ngon luôn mọi người. Đó, cái gạch nó nói nhiều không? Cua này nhiều gạch lắm. Chúc mừng luôn. Quá đẹp rồi. Cái càng này nó cua nó ngọt lắm mọi người. Trời. Ngon quá mọi người ơi. À, các bạn ơi, nếu các bạn có thời gian hay là gì thì mình hãy trải nghiệm bắt cua với lại bắt cá để mình nướng như vậy các bạn đó. Nói chung là hôm nay rất là mát mẻ, lại một ngày rất là đã mọi người, rất là thích. Thì các bạn, nếu các bạn mà có dành thời gian thì hãy trải nghiệm với gia đình mình. Nói chung là mình sẽ bắt một con cá hay gì đó, nhưng mà các bạn nhớ là hãy ra đảo nha, những chỗ mình nước xanh này kia đẹp á, thì mình hãy thưởng thức những cái ngày đó cho đã. Nói chung là bây giờ là mình sẽ ăn tiếp các bạn, ngon quá bạn, ngon. Mình mời mọi người thưởng thức cái khúc ghẹ này các bạn, cái miếng thịt này nè. Đó. Đó không? Trời ơi. Ngọt. Thịt nó hơi dai dai ngọt các bạn. Ngon quá. Thôi bỏ đi mày. Không có rảnh đâu. Mình và các bạn, nói chung là mình hẹn lại các bạn vào những cái clip tiếp theo nha. Nếu các bạn thấy hay đừng quên nhấn nút đăng ký subscribe ở bên dưới cho mình nha. Bây giờ xin chào và hẹn lại các bạn. Bye bye. Xin chào.